Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Cinema Rửa Xe Cao Áp huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay thì cũng là cuối tuần nha, cuối tuần thì mình có test bộ máy rửa xe siêu VIP luôn. OK 58. Lên khung đứng này là nguyên riêng của nó nha anh em. Motor 5,5 kW nha. 5,5 kW đầu OK 58. Có lắp ngắt tự ngắt máy luôn. Rồi thì trước tiên vào video thì mình xin chúc toàn thể anh em xem video clip câu tối đàn em vui nha và sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày mới thật là tốt lành. Rồi thì hôm nay thì mình test bộ 508 nè. Bộ trong này thì mình vẫn còn một bộ nữa nha. Đó, một bộ nữa thì hai bộ, nhưng mà mình bán một bộ rồi nha anh em, bán bộ này rồi, còn bộ này nha, bộ này cũng giống như hệt giống như đó luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. OK 58. Và ngoài này thì mình có về được ít hàng nữa nha anh em. Đó, về được cái bộ khung đứng nè, đầu Tia khung đứng. Đó, và bộ Jetman Italia, Jetman của Ý nha, và máy bộ phun thuốc. Máy bộ phun thuốc này, bộ máy bộ này thì bán ra nha anh em. Đó, máy bộ phun thuốc này thì mới về nữa nha. Đó, hai bộ phun thuốc này mới về nè, rất đẹp luôn. Và cái bộ thùng cách âm chạy máy xăng rất là đẹp luôn nha anh em, như mới luôn. Và bên này thì máy thùng OK 58 nha, thùng OK 58. Cái này thì có xe năng nha anh em, xe năng năng điện, xíu nữa sẽ quay cho anh em xem. Bên này là xe đẩy dàn đèn, rất là nhiều hàng luôn nha. Rồi thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ giới thiệu cho anh em. Như vậy thì còn một bộ nữa nha anh em. Đó, anh em nào cần thì cứ alo cho mình. Rồi thì bộ này thì giới thiệu cái đầu trước đi. Đầu OK 58, con này đẹp xuất sắc luôn nha anh em, đẹp rất là đẹp luôn. GD 58, con này có mã số là 1025. Đó, rất là đẹp luôn nha. Thì mình cũng quay sơ nha anh em, tại vì bộ này thì nó bán rồi, quay cho anh em tham khảo, rất là đẹp luôn. Còn bộ trong kia cũng rất đẹp như mới luôn nha anh em, như bộ này luôn nha. Còn nguyên riêng. Con này thì mình lắp tay hồi rờ le tự ngắt máy luôn nha. Đó, rờ le của Arimitsu, có rờ le ngắt điện nè, mình ngắt máy luôn. Hộp điện đây nha. Đó, hộp điện đây. Khung đứng luôn, khung đứng rất là chắc chắn luôn. Đó, khung đứng rất là chắc chắn. Motor của nó là 5,5 kW, điện 3 pha nha. 3 pha 5,5 kW, điện 3 pha 358. Made in Italia. Made in Japan nha, Japan. Đó, rất đẹp luôn nha. Lên khung đứng rất là chắc chắn luôn. Rồi, con này áp lên 100 kg, chạy bét 2,5 L nha, 2,5 L áp 100 kg, rất là mạnh luôn, poly 3 rảnh luôn nè. Rồi mình test máy cho anh em xem nha. Đó, máy thì có 3 dây mát, 3 dây nóng 1 dây mát nha. Đó, CB mình đang bật lên nè. Đó, bên này thì có CB. Đó, CB có công tắc này. Test máy cho anh em xem nè. Đó, rất là mạnh luôn. Tứ cho máy cho nó mát nha anh em. Đó, quá đã luôn nha anh em. Áp ra 100 kg nha, nó chạy rất là êm. 100 kg, ngắt súng nha anh em, ngắt súng là ngắt máy luôn nha. Ngắt súng là ngắt máy, máy nó tự tắt luôn. Đó, bóp lại chạy lại nè. Quá đã luôn. Rất là mạnh luôn nha, rất là mù mịt luôn. Bỏ này thấy không? Motor này kéo bao cho anh em kéo luôn, tờ kéo rất là bát luôn. Test máy OK hết nha. Rồi cái này thì một bộ này là mình làm giao cho khách, và trên năm này thì mình còn một bộ nữa nha, y vậy luôn nha anh em. Đó, ba bộ thì mình bán thêm bộ này nữa rồi. Đó, còn bộ này nha, bộ này cũng 5,5 kW luôn nha.
đó, 5,5 anh em mà rửa xe tải, xe ben, xe đầu, xe cuốc thì cứ alo cho em đó. Mấy con này là còn nguyên riêng nha anh em, đó mấy con này, còn nguyên riêng hết nè. Mình sẽ tháo ra và lắp tay hồi đó, đồng hồ chỉnh áp hết đầy đủ cho anh em nha. Đó, còn anh em nào muốn dòng này thì có xài bét và xài súng, anh em nào xài súng thì mình sẽ lắp súng, anh em mà xài bét thì mình bán lắp xài bét nha. Đó, đầu thì còn nguyên riêng nha anh em. Đó, mang ốc này thì hơi ten xíu thôi chứ nó còn ốc rất là sáng luôn nè, rất là sáng luôn nha. Này thì mát nha, các bạn chạy xuống là rất là sáng luôn. Con mã số là 00424 nha. Đó, rất là đẹp luôn, nguyên riêng nguyên bản nha, nước sơn còn rất là đẹp luôn nha anh em. RR508 ok, 58 nha, tỷ số 25 ly, áp lên 130, lưu lượng nước 30 lít trên 1 phút, kéo motor 7,5 người, bao khỏe luôn cho anh em nha, bao đã luôn, bao đâm luôn cho anh em nha. À, rồi thì bên này thì cũng có bộ máy MW340, W340 nha, 340, con này còn khá là đẹp luôn nha anh em. Sơn còn nguyên riêng nè. Ở đầu tia, con này tia 20. Tia 20 nha. Tay hồi này tay hồi xài súng được luôn nha. Tay hồi xài súng. Đó. Anh em lắp xài súng nha. Da còn khá đẹp luôn. Đó, kêu. Kêu ộp 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 luôn. Đó. Nó kéo lên cái khung đứng nè. Khung đứng này rất là gọn nha anh em. Anh em rửa xe máy, rửa xe ô tô. Dòng này chạy cũng khá là êm á, chạy rất là êm luôn nha. Này kéo bữa motor 2,2 kW, điện 3 pha nha, 3 pha 200 gặp 3 pha 380. Anh em có nhà có biến tầng thì nên xài biến tầng để riêng người xài. Còn anh em nào muốn lắp một pha thì mình sẽ lắp một pha lên nha, lắp một pha lên cho anh em vì anh em dễ xài nha. À, lắp một pha rồi khá là gọn luôn. Rồi tiếp tục tới mình có về một bộ Jetman nha. Jetman 7,5 người áp, con này biết áp bao nhiêu đây, 7,5 người, con này áp cả 30 lít nha anh em, 30 lít áp từ 100 đến 150, nước nhiều 30 lít. 7,5 người. Ở đầu Italia. Italia có lọc ly nè. Đó, đồng hồ ring nè, có hai đờ le tự ngắt máy luôn nha. Hai đờ le tự ngắt máy, hộp điện à. Đó, hộp điện công tắc. Còn khá đẹp luôn nha anh em. Hộp điện. Và con này 5,5 kW nha, 7,5 HP, 7,5 HP, 5,5 kW, motor của Italia luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Ở đầu áp lên 100 kg nè, mà lưu lượng nước 30 lít. Nếu mà anh em đi cỡ 120 là lưu lượng nước tầm khoảng 25 lít nha, 25 lít. Thì máy thì em sẽ dọn hết và test tải ok hết nha. Dòng máy này có bộ lọc rất là to luôn, bộ lọc rất là to luôn nha. Máy thì em sẽ bao cho anh em luôn nha anh em, bao cho anh em về tất cả các test tải ok hết nè. Chế độ tự ngắt máy luôn. Đó, ngắt máy tự động, ngắt súng là sẽ tầm khoảng 3-4 giây sau là ngắt máy nha. Ngắt máy. Thì bộ ý này thì cũng trong kia cũng có 2-3 bộ nữa nha anh em. 2 bộ ý nè. Đó, bộ thùng 508. Rồi này xíu mình sẽ quay cái mấy cái thùng dầu cho anh em xem nè. Mấy thùng dầu mình tháo máy rồi, bán về cho anh em, về em xài cho anh xài nha. Đó. Rồi bộ ý này nha anh em, Jetman khá là đẹp luôn nha. Jetman anh em rửa xe tải, xe ben, xe đầu, xe cuốc thì cứ alo cho em. Jetman rất đẹp. Rồi bên này thì có mấy bộ máy rửa xe phun thuốc, vừa phun thuốc nha anh em. Đó, cái đầu Olympia, đầu Olympia, Olympia rất là đẹp luôn, 50 kg nè, vòng tua 700 đến 1000 hai vòng, lưu lượng nước rất là khủng luôn, 40 đến 68.8 lít nha anh em. Đó, đầu Olympia, đầu còn nguyên riêng luôn nha, khá đẹp luôn ấy. Hút 34 nè, hồi 27. Đó, cái đầu này thì nó tia lồng đen nha, lồng đen. Đó, lồng đen. Đầu này rất là mới luôn nha. Anh em thấy không? Cái đường này còn bít lại luôn nè. Đó, rất còn mới luôn. Đồng hồ riêng luôn nha. Con này anh em đẩy cái đầu áp rất là to luôn nè. Chỉnh áp này, chỉnh áp còn rất là đẹp luôn. Đó, anh em mà xài con này mà đẩy thuốc, đẩy phun thuốc từ sâu xa, đẩy xa đẩy lên, lên tầm 400-500 mét giây á là rất là ok. Đó, quá đẹp luôn, đầu rất là to luôn vậy nè.
cái bình nó rất là to nè, thấy không, một gang của mình nè, hai gang. Ở cái bình này nó đẩy, nó cái gen nó to, nó đẩy rất là xa luôn. Cái da nó cũng rất là dài nha anh em, da rất là dài, cái hành trình nó rất là dài luôn. Cái đầu, cái đầu như mới luôn nha. Cái đầu, cái van nè, quá đẹp. Con này được kéo ở cái máy AA25 nha, Rubin AA25. À, anh em nào muốn làm nữa, wow, còn săn luôn nha, còn mình săn luôn. Anh em nào muốn làm nữa thì mình sẽ làm nữa luôn nha, máy AA, máy còn cũng còn lóc còn rất là đẹp luôn nha anh em. À, con này thì nó có công suất nè, 7 PS là 7 ngựa nha, à, 7 PS, hàng ngàn tua, 2.000 vòng, 7 PS. Máy này thì AA25, Rubin AA25, 7 ngựa. Đó, quay còn ok nha, quay máy còn lăn nè. Cái này nó bị hư cái chụp chụp này rồi, nên là mua mình sẽ gắn chụp chụp khác. Đó, chứ máy nó còn lăn nha, không sao nha anh em, nó hư chụp chụp thôi. Đó, máy lăn hết cho anh em rồi. Bộ này nha anh em, anh em nào cần thì cứ lô cho em, hoặc nhắn tin bên Zalo nha. Rồi, có thêm một bộ máy PS34 áp lên được 50 kg nha, 50 kg. Con này lưu lượng nước nhiều, con này ti nóc nha, ti nóc ti còn khá là đẹp luôn nè, ti rất là mới luôn nha, rất là mới luôn, mặt đồng trước rất là mới luôn nha, đồng hồ riêng luôn. Con này ốc 7 màu luôn nha anh em. Đầu con này nó bị cái gãy cái chỉnh áp mất tiêu rồi, rất là uổng luôn. Đầu rất là đẹp luôn, đẩy rất là xa luôn. Mình nè, mình còn rất là đẹp. Kêu vào cái máy xăng này, cái máy xăng lóc không, 7 màu luôn. Thì nó không được máy Mitsu nha, Mitsu 510, 510 cái lóc máy nè, máy mà chưa, máy bãi mà chưa vệ sinh mà nó vậy đó. Đó, luôn nha anh em. Đó, anh em nào phun thuốc thì mình sẽ bán cho anh em về dòng phun thuốc nha. Về dòng phun thuốc rửa xe, cái đầu của nó rất là đẹp luôn. Anh em nào bán đầu thì mua đầu thì mình bán đầu nha. Cũng vậy, con này cũng được nha anh em. Bán đầu thì mua đầu thì mình bán đầu. Đó, còn anh em mua bộ thì mình bán bộ nha. Cái máy nè, wow, len keng luôn, quá đẹp. Đó, hai con. Và bên này thì có một con siêu phẩm luôn nha anh em, siêu VIP luôn. Đó, máy rất là hệ và cái đầu ý Italia rất là hệ luôn. Đầu này áp 230, trong kia có một cái thùng áp 230 thì mình đã bán rồi nha. Đó, màu đỏ mình đã bán rồi. Giờ tiếp tục thì cái có cái bộ áp 230, cái máy Mitsu 300 nha, Mitsu 300, biết 300 này, 300 301 đó. Đó, máy Mitsu rất là mới luôn nè, thấy không, quá mới luôn. À, mới từng ấp cái máy đây mà tháo ra là rất là giá trị luôn nha anh em, 6-7 triệu luôn nha. Máy này nè, máy này, cái đầu này rất là đẹp luôn, đầu ý nha, rất là đẹp. Quá mới. Con này G330 áp 200 nha, áp 230, quá đẹp. Máy này có đề nha, có đề mình sẽ gắn đề cho anh em. Có bình nè, thiếu ổ khóa nè, ổ khóa đây mình có đầy nha, ổ khóa đây 6 máy rồi, nguyên cái ộp luôn, rất là nhiều. Anh em yên tâm nha. Qua wow, cái máy nè, quá mỡ. Qua bình xăng, cái thùng này wow, còn xăng luôn nha anh em, còn xăng Nhật luôn. Xăng Nhật, còn xăng Nhật luôn nha. Rồi, bộ này anh em nào cần thì mình sẽ làm nữa, chạy ok cho anh em nha. Chạy ok ít, áp 200, cách âm máy chạy rất là êm luôn nha. Cách âm rồi. Máy con này thì máy này chà ra nè, nó dính màu đen nè, chà ra nó màu vàng nè, thấy không, chà ra nó rất là đẹp luôn á. Rồi, tiếp tục thì hai bộ này bán cho khách luôn rồi. Con thuốc
Tiếp tục thì có mấy bộ mấy thùng dầu nha anh em. Đó, mấy thùng dầu, thùng xăng nè. Còn mấy luôn nè, thùng dầu, thùng xăng nha. Rất là nhiều đồ món mà chưa có thể soạn ra bán cho anh em được. Đó, thùng xăng rất là đẹp luôn. Thùng xăng như mới luôn nha anh em. Đó, anh em thấy rõ không? Quá đẹp. Rồi, bên này bán cho anh em 300 ngàn nha. 300. Đó, bình xăng này 300 ngàn nha. 300 có nắp xăng, có bùng hồ báo giờ UKS. Ở đây này có bình dầu. Đó, bình dầu này. Đó, bình dầu. Bình dầu này chứa rất là nhiều luôn nha, chứa tầm khoảng 3-4 lít dầu á. Còn dầu luôn. Đó, còn dầu luôn nha. Đó, bình dầu này. Bình dầu này bán cho anh em 400 ngàn nha, 400. Không bị lủng gì nha anh em. Còn khá đẹp nha. 400. Rồi, tiếp tục có cái bình xăng này. Wow, bình xăng đẹp. Như mới luôn. Này mình tháo trong cách âm ra nè. Cái này nó thiếu cái nắp báo nè, cái nắp báo mình sẽ gắn cho anh em nha. Cái này cái nắp báo dầu à, mình sẽ gắn cho anh em. Cái này có nhiều nha anh em. Họ tháo ra rất là nhiều luôn á. Bình này thì nó bị vô nước thì nó hơi bị sắc xíu nha. Nhưng không sao, về xúc là xúc sơ sơ là được rồi. Đó. Thùng này bán cho anh em 300 ngàn luôn nha. 300. 300 nha anh em. Rất là đẹp luôn. Ở có thùng dầu này to nè. Thùng dầu này bán anh em 400 nha. Đó, thùng dầu à. Đó, thùng dầu. Này rất là nước nóng nè, thùng dầu để đựng dầu, còn dầu luôn nha. Ở đây nó còn dầu không? 400 ngàn. Rất là nặng luôn. Cái này rất là nặng quá. Tầm mười mấy ký á. 400 ngàn. Rồi tiếp tục thì có cái thùng chứa nước nè. Thùng chứa nước có phao cơ luôn nha. Phao cơ. Đó, thùng chứa nước phao cơ. Cơ này thì thùng inox nha. Inox 304 nè. Rồi có cái thùng nước nữa. Này to nha em. Loại này to. Đó, loại này bán em 600 nha. 600 ngàn nha. Đó, 600. Đó, cái thùng này inox. Anh em hàng thùng inox mà có poker nữa. Poker này đã 200 ngàn rồi nha. Đó, bán anh em 600 nha. Rồi anh em nào chốt cái món nào thì mình sẽ gửi cho anh em. Có cái này cũng nó có poker nè. Đó, nhưng mà nó thùng nhựa. Đó, cái này poker. Cái này bán anh em 250 nha. 250 cái poker. Anh em mua poker không đó 200 ngàn rồi. Đó, anh em nào mua poker thì không, mình tháo poker ra mình bán. Còn cái này bán anh em 250. Cái này bữa trước thôi. Cái này cũng có cái thùng dầu nè. Đó, thùng dầu này nha. Thùng dầu này bán cho anh em 200, 300 nha anh em. Đó, thùng xăng nè. Khá đẹp luôn. Đó, có nắp, có mắt báo đầy đủ hết. Này nó thiếu mắt báo giống vậy nè. Đó, cái màu đỏ. Đó, 300 ngàn nha. 300. Bên này có cái bơm hơi này Toshiba. Bơm hơi này vừa rước luôn, bơm hơi này bán còn cái con này nha anh em. Con này nó thiếu cái thùng nhưng mà còn rất đẹp luôn. Anh em nào mua giá thợ bán giá thợ nha, giá 9 triệu. Đó, 9 triệu giá thợ. Về anh em xài. Về anh em đấu điện là anh em xài nha, giá 9 triệu nha. Đó, motor 2,2 kW. 3 pha Toshiba. Cái đầu Toshiba rất là đẹp luôn. Đó, bán em 9 triệu nha. Cái này có mấy thùng 508 nha anh em, chưa có thời gian để dọn lên. Mấy thùng ý đây nè nè. Mấy thùng ý. 508. Rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, mấy thùng này 508, mấy thùng này 508 cũ nè. À, có đồ nhưng mà thiếu đồ á. Đó, mình để dạ như anh em nào thiếu đồ gì á mình sẽ chưa có thời gian mà bên này để chó đèn. Đó. Dọn lên cho anh em nha, máy chó đèn bãi Nhật nha anh em. À, rất là nhiều luôn. Bữa trước như một cái núi luôn mình bán vừa anh em bán xài nè, vừa anh em bắt lái về trang trí nè. Rất là nhiều luôn, chó đèn. Wow wow wow. Trong này máy có thùng 508, máy thùng này cũng còn khá đẹp luôn nha anh em. Ừ. 508. Đó, 508. Rất là đẹp luôn. Ở này thì mình sẽ đấu điện và cho thợ đấu điện và làm chẹo kia cho anh em nha. Cái đầu à. Con mà mã số là 014 nha. 04041. 508.
trong này cũng có cái thùng. Ồ, cái đầu đẹp nha anh em. 508, có mã số là 123-0123. Motor đầu còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. À, quá đẹp. Chỗ này thì áp lên từ 80 đến 80 nha, 80 lưu lượng nước 30 lít. Thì anh em để xe tải xe ben. Này máy thùng ý nè. Thùng ý bữa trước cũng bán được 2-3 con rồi. Đó. Đầu là bộ H áp 200. Và bộ máy bộ H đó nha anh em, bộ H áp 200. Đó. Bên này thì có dàn trụ đèn. Mấy cái thùng này bán cho anh khách rồi nha. Đó. Anh chưa anh xuống lấy trụ đèn quay, trụ đèn nhôm nha. Đó. Trụ nhôm. Đó. Xe đẩy luôn nha, xe đẩy nè. Anh em nào mua nguyên dàn bán nguyên dàn luôn. Ở bên này thì giới thiệu cho anh em hai cái xe năng này nè. Xe năng bãi Nhật, xe năng điện nha, xe năng điện. À, xíu nữa mình sẽ chạy cho anh em xem nè. Đó, xe năng. Con này có bình sạc nha anh em. Đó, nó có bình sạc cho anh em nè. Đó, bình sạc nè. Cái này để sạc. Đó, cái bình sạc anh em thấy không? Sạc điện 110V. Đó, 110A, 15A nha. Bánh thì bánh đúc nha. Bánh đúc, bên này có bánh bánh xích. Đó, bánh đúc rất là chắc luôn. Bánh này bao cho anh em xài hư luôn nha anh em. Đó. Rồi, mình sẽ chạy cho anh em xem nha. Nhấn nút lên nè. Bật chìa khóa nha. Đó. Nhấn ga nha. Đập ga. Đó. Đó. Chạy nha anh em. Cái này, cái đất này nó bị thun xuống nè. Chạy không được nha. Giờ mình cho nó lên nha. Cho lên nè. Đó. Nó lên nha. Đạp ga. Đạp ga. Xe đẩy rất là nhiều luôn. Đó. Dần đèn xe đẩy nè. Anh em xem kênh của mình thì anh em biết nha. Xe đẩy nè. Bán. Đó. Wow. Cao 3m8 luôn nha anh em. 3m8. Này tải được 200kg nè. À, quá đã luôn. Xuống nha. Cho xuống nè. Đó, cho xuống. Này đang xuống nha. Đang xuống. Cái này xuống rồi nó mới chạy nha anh em. Xuống rồi nó mới chạy nha. Chứ nó không có chạy xuống hết là nó mới chạy. À. Xuống nó chạy nha. Đó, à, xuống. Trời. Có hai chiếc nha anh em, hai chiếc. Chiếc này thì nó bánh xích nè, bánh xích chạy rất là ngon luôn. Bánh xích này chạy mấy cái đường này thì chạy được nè. Đó, bánh xích này thì nặng sản xuất năm 2001-2003, 740 kg nha. Mát là 3m8. 3m8. Ừ, con này thì cũng mát 3m8 luôn mà nó cái ký nó ít hơn nè, 670kg. Rồi, có được hai chiếc nha anh em. Anh em nào cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại mình. Mà video này cũng khá là dài rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong nếu hay hãy cho một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.